Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quang sẽ chia sẻ cho mọi người cắt máy bay đi. Và bước đầu tiên mọi người sẽ xác định độ dài ở phần dưới cằm, cách cằm 2 cm. Sau đó mọi người lấy tia tóc ở giữa trung tâm, mọi người cắt độ dài đến phần môi dưới. Rồi mọi người thực hiện cắt liên kết từ điểm dài nhất đến điểm ngắn nhất. Phía bên phải chúng ta cũng thực hiện tương tự như vậy. Sau khi chúng ta cắt xong thì mọi người sẽ bắt tia tóc dọc dâng lên, rồi mọi người sẽ loại bỏ đi các góc thừa. Như vậy chúng ta đã hoàn thiện một cái mái tóc máy bay rồi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc tất cả mọi người thành công. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé.